Tên Nguyễn Văn Nghĩa, số quân 72 158175, tên máu ô, tiểu đoàn tiểu 5 tiểu ngũ chiến. Chú gia nhập quân đội năm nào? Đầu năm 74, tới cuối năm là bị thương rồi. Rồi tiểu đoàn năm ai? Tiểu đoàn năm. Ai tiểu đoàn trưởng? Nói đồng cư chắc phiếu phá lãm, phiếu phá lãm, lãm. Lãm lịch khai bao mà chết trên này, lãm cho nghe không nào. Rồi chú đi hành quân ở đâu mà bị thương? Bị đưa ra ngoài quản trị, bị bệnh trong 1 tháng, đóng chốt đó. Bị thương ngay bệnh trong 1 tháng. Chú bị thương là bị chỗ nào trên cơ thể? Bị đạp dài lâu rồi đạp chân. Cái chân đâu? Phục một lực hả? Mà chú dậy ngủ năm nào? Dậy ngủ cuối năm 74. Bị thương vì Quế nằm rồi lên về Sống Thần nằm, Lê Xanh nằm. Bị thương rất để cuối năm 74 cũng khá mấy rồi. Rồi sau năm 75 thì đời sống chú làm sao? Về đó, lúc đó còn đi làm mọc, làm mọc trong quân đội ông già với con mấy đứa cháu nó cũng giúp đỡ. Chứ có làm tiếp mọc ông già lúc mà còn chưa còn khỏe. Thứ năm ra đó là bật ba ga rồi nó làm cái gì đó rồi nó bị thương. Tiểu đoàn năm tên của nó là gì? Tên của tiểu đoàn năm á? Tiểu đoàn chiến thì kêu thủy bộ thương chiến. Rồi mỗi tiểu đoàn nó có cái tên, nó kình ngư châu điên mạnh hổ gì đó. Chú làm tiểu đoàn mày tiểu đoàn năm là trùng kêu trùng đất. Cái gì? Như kêu không phải là hát long mà kêu như trùng đất. Tiểu đoàn năm để coi châu điên là tiểu đoàn hai. Tiểu đoàn năm kêu quậy. Dạ, chú bị tai biến à? Tai biến cũng mới đây. Dạ, chú bị tai biến khi nào? Đi thì không đi thì cũng... Bị tai biến à? Dạ, tai biến. Đang đi bị té không á, bị cái sao chân đi không nổi. Dạ. Bị xe cái đi không nổi, cái gì đi ra nhà thương nằm thời gian vừa giờ bớt nhẹ. Dạ. Quên thương năm, quên năm cơ. Nó kinh ngư gì? Kinh ngư thì đồng máy. Không nhớ rồi. Tiểu đồng hai cái châu điên tiểu năm quên. Chú bị tai biến này quên phải không? Dạ. Yeah. Wow.